Ok, chào mừng các bạn đến channel của mình again. Ok, bữa nay mình có giấy số mới nè, nhân 2, nhân 5. Nếu mà thấy cái này là trúng 10 giải luôn. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ cài các bạn coi. Ok, mình thì mình ở Massachusetts. Yeah, mình bắt đầu mình cào nha. Số 7 và số 11. Có số 7 và số 11 mình trúng. Ok, let's go. 7, 15, 7, 11, 7, 11 là mình trúng. Số 3, 11 con, 11, chén nút các bạn ơi. Số 10, không 200 á. 11, 11, 11, 11, trời ơi, 13 các bạn ơi. 11 con, 11, 16. Với số này dễ cào ghê luôn, 11, 11, 19 các bạn ơi. 11, 20, 11 đúng không? 11, 11, 11. 11 ra số 17 chị không biết nữa. 11 số 6. Trời ơi, đúng luôn ha, cháy không luôn á. 11, trời ơi. Ủa, với số này chúng cũng lớn mấy bạn, 100 đồng, 40 đồng, ngàn. Wow, với số này chúng lớn luôn á, số nó lớn luôn á. Ok, tờ thứ hai thôi. Số 9 và số 3. Có số 9 và số 3 mình trúng. Ok, 12, 16, 13, 5 đồng, 20, 13, số 7, 13 con, số 6, 19. Sao kỳ vậy ta? Số 3, số 3. Số 1 18. Trời ơi, không được 5.000 rồi. Cháy luôn, cháy luôn các bạn, cháy luôn. Ok, mình bắt đầu mình qua tờ thứ hai. Ok, 11 và số 10, số gì kỳ vậy trời, bản quẻ vậy trời. 11 con, số 14, 18, 11 số 10 đâu, 15, 10, 10, 10, 19, 10 con, 10, 16, 10, 17 luôn. Số 3, nãy số 3 có chứ không muốn động. 10 con, 20, số 10 con, số 10, trời ơi, số 9, 10, 12 luôn. Ok, đã xong rồi đó. Bây giờ là còn hai tờ cuối nha các bạn. Tờ này cạo sướng luôn á, nghe nó sẹt 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 sướng luôn á mà không trúng. Số 10, số 17 nha, có số 10 và số 17 mình trúng. Ok, số 10, 12, số 8, 10, 10, 10, 9, số 10 con, 10, 20, 10, 10, 10, 19, 10 con, 10, 10, 14 luôn. 10, 15, 10, 17, 10, 17 mình trúng, 10, 11, trời ơi, số 4, 10 con, 10, 10, 13, không ra 17 luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ qua tờ thứ hai thôi, 5 tờ đó. Ok, 14 và 15. Wow, số gì mà kỳ lạ vậy? Đó, có số 4 này. 14, 14, 14, 11. 14 có, 14, 12, 14, số 6.
14 không? 14. Trời, 17 luôn. 14. 14 nha. Này nha, 13 rồi. Cháy nút rồi. 200 cho ít đâu. 14, 14. Số 1. Nãy số 10 không vô, bây giờ số 10 vô cũng như không. 14 nè. 19. Quá đáng thì. Số 7. Ok. Đã xong 5 tờ giấy số rồi các bạn. Rất tiếc một cái là mình không trúng tờ nào hết. Bữa nay là lỗ 10 đồng luôn. Không trúng đồng bạc nào hết. Ok, mong rằng mấy bạn coi xong nhớ đăng ký channel của mình để theo dõi mấy video mới của mình ra, ok. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you.